Vâng, xin mời mình chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em xem một chiếc Zippo phổ thông. Anh em nào mua để mồi thuốc hoặc làm quà tặng thì quà tặng sinh nhật bình thường thì anh em có thể tham khảo mẫu này anh em nhé. Đây là cái chiếc Zippo thuộc cái dòng Vintech, tái bản năm 1937 anh em nhé. Đấy, còn cây này thì sản xuất đời mới đây. Cái mẫu sản phẩm này thì bên mình cũng đã bán từ rất là lâu rồi. Và từ đấy đến bây giờ thì năm nào số mình cũng nhập cái mẫu này anh em nhé. Đây là một trong những cái mẫu mà phổ thông. Thì công ty Zippo nó có khoảng tầm khoảng 50 cái mẫu phổ thông anh em nhé. Thì đây cũng là một trong những cái mẫu như thế. Ví dụ như cái mẫu vàng bóng trơn này, vàng bóng amo, trắng nhám, trắng bóng amo, rồi trắng bóng góc, trắng bóng nhám, 1935 trơn, đấy, các kiểu vân vân. Thì đây là một trong những cây như thế anh em nhé. Nó phổ thông. Anh em có thể tìm mua cái này ở bất kỳ nơi đâu anh em nhé. Đấy, nhưng mà với điều kiện là anh em phải mua phải hàng xịn anh em nhé. Ngày trước lúc mà mình bắt đầu bán ấy, thì cái mẫu kiểu như thế này này là chưa có hàng fake đâu. Đấy, nhưng mà sau này thì nó có kiểu dáng fake của cái cây này. Đấy, nên là anh em chú ý một chút thì anh em sẽ mua được những cây xịn anh em nhé. Cái thời mình bán là bắt đầu kinh doanh Zippo là cái thời năm 2017 anh em nhé. Khoảng ngày mùng 4 tháng 7 năm 2017 gì đấy là mình bắt đầu khởi nghiệp với Zippo rồi. Thì từ đấy đến bây giờ là mình đều bán cái cây này. Và giá cây này từ lúc đấy đến bây giờ nó có tăng anh em nhé. Tăng nhiều lần nhưng mà mình vẫn không đổi. Mình vẫn không đổi cái giá bán anh em nhé. Mình vẫn giữ nguyên cho anh em chơi. Thì cây này thì shop mình sẽ bảo hành trọn đời cho anh em, nên là anh em yên tâm sử dụng. Trong quá trình sử dụng nếu có vấn đề về bong mối hàn trên hoặc dưới hoặc là ghế lưỡi gà thì anh em alo cho shop nhé, shop mình sẽ bảo hành cho anh em. Hiện tại thì cây này shop mình vẫn là ship COD cũng giống như những cây Zippo phổ thông khác anh em nhé. Hàng đến nơi thì anh em kiểm tra hàng đúng hàng rồi anh em nhận và thanh toán tiền sau thôi, nên là anh em rất là yên tâm. Anh em biết là cái hàng xịn thì cái lưỡi gà rất là cứng cáp anh em nhé. Đấy, mà anh em dùng sau này nếu mà có gãy cái lưỡi gà thì shop mình cũng sẽ bảo hành miễn phí cho anh em, nên là anh em yên tâm. Về cái thiết kế sản phẩm này thì nó có bên trên và bên dưới này thì nó bằng nhau anh em nhé. Nhãn quan là anh em nhìn bằng nhau và nó có hai cái chấm góc trên và dưới nữa. Mặt trước và mặt sau như nhau anh em nhé. Đây là một cây Zippo trơn. Thì cây này có một biến thể là nó đang là vàng bóng anh em nhé. Và nó có một thêm một biến thể nữa là vàng nhám nữa. Bản lề thì có 5 chỗ bằng niken, mối hàn thì tròn anh em nhé. Mặt sau này. Về cái mộc đáy sản phẩm thì cây này được sản xuất năm 23 anh em nhé. Chữ rất là rõ ràng. Khoảng cái năm 21 ấy, dịp đầu năm 21 ấy, thì cái này này khoảng tháng 1, tháng 2 năm 21 anh em nhé. Thì cái chữ Zippo, chữ Vintech này này thì nó thay bằng chữ pass và một dãy số. Đấy. Thì từ khoảng tháng C năm 21 ấy, tức cách đây khoảng 2 năm thì cái chữ pass và một dãy số đã đổi thành chữ Vintech đây anh em nhé. Đấy, nó có thay đổi một chút nên là mình cũng nói rõ cho anh em. Còn cái mộc đáy của cái dòng này nó sẽ khác so với cái mộc đáy dòng phổ thông hai hàng chữ anh em nhé. Thì anh em lưu ý cho mình cái điều đấy. Về âm thanh thì mình sẽ test cho anh em nghe. Đấy, bánh xe thì rất là bén anh em nhé. Cái này thậm chí là mình châm xăng xịn mà mình quẹt chỉ cần 1/4 vòng thôi là tia lửa bắn ra cũng là rất là nhiều anh em nhé. Rất là nhạy luôn. Hàng xịn thì nó có đặc điểm như thế. Còn nếu anh em mua phải hàng fake, anh em quẹt chảy máu tay lên cũng chẳng lên đâu anh em nhé. Về cái sản phẩm này thì vỏ bằng đồng, ruột bằng thép chuyên dụng anh em nhé. Cái cây này thì ngày xưa mình thấy âm nó hay hơn những cái cây dòng phổ thông anh em nhé. Cái cây mà vỏ vòng vòm này thì mình đánh giá cây này âm nó hay hơn. Thì lý do lúc đấy mình không giải thích được, nhưng mà bây giờ thì mình có thể giải thích là do nó có chém hai góc này, góc trên, góc dưới này, thì nó tạo ra những cái rung động ấy, thì nó sẽ ngân vang hơn, giống như một cái chuông mà có nhiều hoa văn họa tiết thì nó sẽ hay hơn một cái chuông trơn anh em nhé. Ruột và vỏ cái này thì được sản xuất trùng năm 23, chữ cái ABC thì lệch nhau mấy tháng. Ruột có màu vàng, cổ đá cao bằng đồng và bánh xe cassette. Những cây Zippo thì số mình bán thì đa số mình bán nhiều cây ruột vàng hơn ruột trắng anh em nhé.
có thể là những cái cây ruột vàng ấy, thì nó nhiều mẫu mã, chủ đề nó nhiều hơn. Nên là ví dụ mình bán 3 cây ruột vàng thì mình mới bán được một cây ruột trắng anh em nhé. Cây này anh em mua về anh em xếp tim bắt vào cho mình. Đấy, là thứ nhất, sau anh em bọc cái ruột lại cho mình là cái thứ hai, và anh em cứ để như thế anh em dùng. Đấy, và anh em dùng như thế thì cầm xăng rất là lâu luôn anh em nhé, đỡ phải châm xăng. Anh em dùng tầm khoảng 1-2 tuần gì đấy, sau anh em lấy cái tăm bông ấy, anh em thấm xăng và anh em ngoái ngoái cái bổng đốt một chút là nó sẽ sạch anh em nhé. Còn ví dụ một vài tháng mà anh em thấy nó bẩn bẩn mà lúc nào anh em rảnh nhá, thực sự rảnh thì anh em lôi ra, lôi bông, lôi tim, lôi bắp ra, xong rồi anh em vệ sinh cái cây Zippo lại một chút thì nó sẽ đẹp hơn anh em nhé, và nó dùng sẽ bền hơn. Ok, cái cây này thì hiện tại công ty nó đang yêu cầu bán với giá là 910.000 đồng anh em nhé, đã đề xuất là 910.000 đồng, nhưng mà shop mình vẫn giữ giá như cách đây 7 năm cho anh em, bán chỉ là 720.000 thôi anh em nhé, 720.000. Anh em muốn lấy cái này thì nhanh tay alo cho shop nhé, mã số sản phẩm là Z270 này anh em nhé. Vâng, anh em xem video cho shop xem đăng ký kênh nhé, mình chào tạm biệt.